Xin chào mừng anh chị đến với chương trình Kaizen quản trị hiệu quả tức thì. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sang tập số 13. Vừa qua có một vị lãnh đạo, anh ta đã từng là gì nào công tác ở rất nhiều các cái tập đoàn lớn và hiện nay anh đang là giám đốc khối của một cái tập đoàn khá lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Và anh ta đã gọi điện thoại cho tôi nhờ tôi coaching hỗ trợ cho anh ta. Anh ta nói như thế này là các bạn, hiện nay về cái năng lực mà hoạch định á, anh ta làm rất tốt. Nhưng anh ta muốn tôi coaching giúp cho anh ta cải tiến, nâng cao cái tính cách của lãnh đạo của anh ấy để nâng cao được cái hiệu suất làm việc. Vâng, thưa các bạn, tôi nghĩ rằng tất cả các anh chị, ít nhiều anh chị là lãnh đạo doanh nghiệp này, lãnh đạo bộ phận này, hoặc là lãnh đạo của gia đình mình, chúng ta đều cứ rất mong đợi cái cách Kaizen về cái tính cách như thế nào, đúng không các bạn ha? Do đó, đề tài ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn đó là gì, là Kaizen tính cách của lãnh đạo để nâng cao cái hiệu suất làm việc của chúng ta. Và khi nói về tính cách thì mỗi một người chúng ta có rất nhiều các tính cách khác nhau, đúng không các bạn? Mà nói về thay đổi tính cách đó là một điều rất thách thức. Các bạn đều biết rồi, không có ai có thể mà giúp cho các bạn thay đổi tính cách được ngoài trừ các bạn. Bởi vì ông bà mình đã nói là giang sơn thì dễ đổi mà tính cách thì khó rời, đúng không? Chỉ chính có anh chị thôi mới cải tiến được. Vậy chuyện đầu tiên, anh chị chúng ta cần phải nhìn nhận vào chúng ta đang có cái tính cách nào. Và ôi thôi thì tính cách thì rất là nhiều, đúng không ạ? Và các bạn an tâm nhé, rất là may mắn, giáo sư tiến sĩ William Marston đó các bạn, ông đã nghiên cứu đưa ra, ông ta là một nhà tâm lý học, đã nghiên cứu đưa ra là loài người chúng ta có 4 nhóm tính cách và ông ta gọi đó là mô hình Dish. Các bạn nhìn trên này á, D rồi I, X và C, các bạn, đấy là mô hình Dish. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét này, các bạn sẽ xem coi các bạn là thuộc là cái tính cách nào nhé. Nếu mà chúng ta nói về vấn đề chữ D, dominance, D nghĩa là dominant, các bạn nhìn trên bảng, dominant có nghĩa là gì nào, là thống trị. Nếu các bạn có tính cách D là các bạn là một người rất quyết đoán, các bạn chỉ tập trung vào kết quả và kết quả, và các bạn chúa ghét những người nói lòng vòng làm mất thời gian các bạn chỉ biết là tập trung kết quả mà thôi. Đấy, và đó là tính cách thứ nhất, là D, thống trị các bạn nhé. Tính cách thứ hai là chữ I, chữ I có nghĩa là gì ạ? Là influence. Influence đó là những cái người rất là sáng tạo, luôn luôn lạc quan, xây dựng đội nhóm mà kêu gọi mọi người chúng ta hãy tích cực, luôn luôn nghĩ ra giải pháp và sáng tạo. Đấy là E, influence các bạn. Rồi bây giờ chúng ta xem tới gì nào ạ? Là nhóm S, stylist. Stylist có nghĩa là người ổn định, người này rất là tình cảm, rất là gì nào ạ? Rất là chân tình, luôn luôn có cái tâm lý nhân văn giữa người và người. Và người này có một cái đặc tính là rất trung thành các bạn nhé. Mà anh chị mà cái áp người nào mà thay đổi nhanh quá là người ta chịu không nổi đấy. Và cái người cuối cùng đó là người nhóm C, compliant. Anh chị xem, compliant có nghĩa là gì, là sự tuân thủ. Nếu chị là thuộc người nhóm C đó, là anh chị đưa ra mọi quyết định một cái gì đó hoàn toàn dựa trên dữ liệu. Anh chị là một người rất khách quan mà anh chị chỉ có tin dữ liệu và dữ liệu đấy, như thế. Vậy thì thưa các bạn, mỗi một người chúng ta ít nhiều chúng ta sẽ gì nào có các cái 4 tính cách D, I, S, C đó. Nhưng cái tính cách nào mà chúng ta nổi trội nhất thì nó đã thể hiện cái tính cách của chúng ta. Và thưa quý vị, hãy chú ý 4 cái nhóm này, thống trị này, rồi là sáng tạo này, ảnh hưởng này, rồi đến gì nào là ổn định này, tâm lý này, rất là nhân văn. Rồi cái vấn đề là tuân thủ, 4 cái tính cách D, I, S, C này không có cái tính cách nào là xấu đối với cái chức năng của lãnh đạo các bạn nhé. Vấn đề là chúng ta hãy biết cách sử dụng mà thôi. Nếu anh chị, ví dụ là anh chị là người nhóm D, là người rất quyết đoán, rất là nhanh, nhưng mà đôi khi anh chị quyết đoán nó không có tình người, đúng không ạ? Làm cho gì nào yếu tố con người nó bị mất đi. Vì vậy chúng ta cần nhìn qua, chúng ta nhìn thấy giữa D và S ấy, chúng ta tưởng nó mâu thuẫn với nhau. Tương tự giữa gì ạ? Y là cải tiến, luôn luôn đổi mới. Còn cái ông C thì cứ phải từ từ căn ke, từ tính từng tí số liệu một. Vậy nhìn qua ta tưởng là mâu thuẫn, nhưng thật sự là hoàn toàn bổ trợ cho nhau các bạn nhé. Vì vậy các bạn hãy hình dung, các bạn phải xác định chúng ta là có cái tính cách nào, rồi chúng ta phải xem xét về chúng ta ứng dụng nó làm sao đây. Và để cho dễ hiểu nhất á, tôi ví dụ mọi người chúng ta đều biết nhân vật Bao Thanh Thiên, đúng không ạ? Bao Công Xử Án rất nổi tiếng, đúng không ạ? Đấy, đó là một nhà lãnh đạo rất tuyệt vời. Các bạn thử xem coi Bao Công trong quá trình xử án có quyết đoán không các bạn? Chắc chắn các bạn, nó cực kỳ quyết đoán. Vậy Bao Công là nhóm D, đúng không ạ? Cực kỳ quyết đoán đấy, kết quả rất tập trung. Nhưng tôi hỏi với quý vị, Bao Công có xây dựng những đội nhóm
Đó, tôi xây dựng đội nhóm để luôn luôn sáng tạo trong quá trình xử án luôn. Chứ các bạn rất tuyệt vời đúng không ạ? Nào đây là Trương Long Triệu Hổ và bắt đầu triển chiêu được Công Tôn Sách. Đất là sáng tạo, nhiều cái việc bị án, đất là bí hiểm và giải quyết được. Như vậy Bao Công cũng có gì nào là nhóm y luôn. Và trong quá trình xử án các bạn xem coi Bao Công có tình người không? Có lắng nghe con người không? Cực kỳ nhân văn, cực kỳ hiểu người. Vậy thì Bao Công cũng có nhóm S luôn. Và trong khi xử án, Bao Công đưa ra quyết định hoàn toàn gì là các bằng chứng tâm phục, khẩu phục, không cãi được các bạn ấy. Số liệu đầy đủ, chứ không có suy diễn các bạn nhé. Vậy Bao Công cũng là nhóm Y luôn, xin lỗi nhóm C luôn. Như vậy là Bao Công là thiên tài á, là sự cân bằng của D, I, S, C các bạn. Do đó, khi các bạn muốn cải tiến, các bạn xác định mình nổi trội cái yếu tố nào. Ví dụ, bạn nổi trội yếu tố D là dominant, thống trị. Như vậy bạn cũng nên gì đó cải tiến học tập theo cái cách lắng nghe để có cái tình người, hiểu nhân văn một chút. Rồi các bạn cũng nên gì à, nhìn xem các cái số liệu xem xét. Đấy cũng làm cho cái khả năng tính cách lãnh đạo của bạn nó hài hòa hơn. Do đó tôi kêu gọi các bạn nhé, tùy theo mỗi một người chúng ta là tính cách nào là nổi trội, thì chúng ta hiểu ra chuyện này, chúng ta tập trung cải tiến thêm các tính cách khác. Nói tóm lại một cách rất đơn giản, các bạn hãy kaizen. Các bạn giống như là gì nào à, là con cắt kẻ bông ấy. Tôi nói cách nông dân nhất là cắt kẻ bông, tức là gì? Chúng ta phải biến hóa phù hợp với cái bối cảnh của chúng ta. Vì vậy hãy cố gắng học tập và cải tiến thêm những cái tính cách khác mình không nổi trội, để chúng ta tạo ra một cái sự cân bằng, xử lý hài hòa cho từng hoàn cảnh, để nâng cao được hiệu suất của lãnh đạo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn thành công nha.